Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. Ngày hôm nay thì thời tiết thực sự là rất là xấu, mưa cả ngày luôn. Thời tiết Hà Nội hôm nay thì nó không phải là quá nắng hay là quá nóng gì cả. Nhiệt độ thì khoảng 23 độ thôi, nhưng mà độ ẩm trong không khí thì lại là 92. Hôm nay nó rất là ẩm luôn ấy. Cho nên là mình thực sự mà nói thì mình không hề trách trời mưa một tí nào. Đầu tóc ngày nào mình cũng gội mà ngày nào nó cũng bết mình bệt như thế này này. Ngày hôm nay thì tại vì là thời tiết nó rất là ẩm ương và đang rất là ẩm, cho nên là mình không dưỡng ẩm gì quá là nhiều mà chỉ bôi kem chống nắng thôi. Tí nữa thì mình có hẹn đi chơi, cho nên là bây giờ sẽ make up nhẹ nhàng. Cái quả đầu này thì mình đang nghĩ là mình có định nên đi gội đầu không, nhưng mà mình lười quá. Trong tuần này mà tóc mình rất là dài ấy. Trong tuần này thì mình gội đầu ngày nào cũng gội chứ, nhưng mà cứ qua một đêm là nó lại tiết dầu rất là nhiều và đầu nó cứ bị bết. Thôi chắc là tí nữa thì mình sẽ phải làm một cái gì đấy cho nó nhìn nó đỡ kinh thôi, chứ mình cũng không muốn đi gội đầu đâu. Tại vì là mỗi lần gội đầu đối với tóc dài nó vất vả lắm. Đối với những cái ngày mưa như thế này thì mình sẽ không make up gì quá là nặng mặt đâu, mà kem nền thì mình cũng bỏ qua luôn. Mà chủ yếu thì mình sẽ sử dụng những cái che khuyết điểm và tạo khối để tán lên mặt thôi, chứ không có nền niếc gì đâu. Tại vì là mình muốn là cái mùa này nó ẩm thấp ấy, cho nên là mình muốn da mình nó được thở một tí, chứ không muốn là đắp cả lớp kem nền lên mặt nó rất là khó chịu da. Mình cần phải đi mua một thứ, tại vì là đầu của mình bây giờ nó không hề, nó rất là xấu đi và nó rất là bết, và bây giờ mình cần phải đi mua cái thứ này ngay lập tức. Let's go. Ôi trời, vẫn mưa. Ôi, thể là đi chơi vào cái trời mưa này nó vất vả thật sự luôn ý. Trời ơi, mặt đầu của mình cũng bẩn quá. Mình cho mọi người đoán là mình sẽ mua cái gì để mà cứu vớt cái đầu bết này. Hey, hey, chúng ta đây đến nơi rồi. Mọi người ơi, mỹ phẩm Thanh Vân. Chị ơi, chị có chun nhỏ không ạ? Chun cao su nhỏ nhỏ ấy ạ. Màu khác không ạ? Ok, thế cho em cái túi này đi. Bao nhiêu ạ? 50. Về rồi đây, vừa mới ra đường một tí mà tóc nó đã ẹp xẹp lẹp rồi này. Ta-da, vậy là tóc ngày hôm nay của mình thì sẽ như thế này. Mình sẽ để thế này và đi chơi. Lý do mà mình mua chun và tết cái phần mái như thế này là tại vì mình rất hay có cái thói quen là dắt hai cái phần tóc này ở sau tai, cho nên là mỗi lần, kể cả những ngày mà đầu sạch hay là đầu bẩn, mình đều làm như thế vì đấy là thói quen rồi ấy. Mà mình không muốn là cái ngày đi chơi hôm nay mà mình dắt cái tóc vào tai này xong rồi đầu ở trên thì nó cứ bết bết dính dính, trong khi mà mặt mũi thì đã make up lồng lộ như này mà tóc bẩn thì nhìn rất là kinh đúng không. Cho nên là mình đã tìm một giải pháp bằng cách là tết hai cái này vào. Giờ đi rồi mọi người ơi. Hi hi.
Say hi. Hi. Đây à? Nghe nó cứ không phải là chỗ bọn mình. Như vậy anh bảo là ra đây lấy thì đeo khẩu trang mà. Chứ không phải là ngồi ăn thì đeo khẩu trang. Không có, có người bỏ ra mà. Mày tìm được cái công việc full time chưa? Rồi. Mai tao bắt đầu đi làm. Ồ. Trời ơi. Lắp nấm kim châm đi mày. Hồi hộp quá mày ạ, hôm qua tao mãi ngủ được. Đi làm điều dưỡng à? Ờ. Ở đây có hai loại gà khác nhau ấy. Ba loại cơ. Ồ. Xịn quá. Gà to lắm. Gà to quá mẹ. Còn mình ăn hết đi mà. Cái này là gì? Gà tráng không thôi. Bịch bao. Không. Bắt đầu chuẩn bị đi thực tập đi làm nhé.